ngày 12 tháng 12 năm 2018 thì cô cũng đại diện cho hội chùa cùng địa phương trao cho hai hoàn cảnh chị các bác Hiệp Phương ở buôn Quang Dù lần thứ 8 cho em gái ứng danh ở Sài Gòn tài trợ mỗi tháng là 1 triệu. Thì mỗi tháng 1 triệu thì mua hiện vật đây là mỗi tháng 1 triệu để giao cho gia đình. Còn thêm hoàn cảnh nữa là chị Lê Thị Thanh Hoa ở Sơn Hòa là lần thứ 4. Mỗi tháng vậy là được em gái ứng danh ở Sài Gòn cũng tài trợ cho 500. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh trên. Chân thành cảm ơn chị và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào. Nam Mô Di Đà Phật. Chị cũng có gì chị xin cảm ơn em ứng danh thì cho em luôn luôn khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe và gia đình vui sung. Gia đình luôn luôn cũng khỏe mạnh. Chị cũng có gì không, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị Bích Trần tại Sài Gòn, chúc chị mình khỏe. Thay mặt chính quyền địa phương em xin cảm ơn chị Dung ở Sài Gòn đã hỗ trợ cho những gia đình khó khăn ở địa phương. Chúc chị luôn mạnh khỏe và gia đình làm ăn phát đạt.